Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh. Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 10 câu 1 đến câu 10. Ta là cửa chuồng chiên. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Thật, ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng ta sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng ta không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói thêm: Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Bài suy niệm theo Linh Mục Nguyễn Tuấn Long. Ăn trộm thường lén lút leo trèo để đột nhập vào nhà. Còn người danh chính ngôn thuận thì cứ hiên ngang đi vào nhà bằng cửa chính. Chúa Giêsu đã dùng hai hành động này để cho thấy sự khác biệt giữa vị mục tử chân thật và mục tử ích kỷ. Người thật thà không làm chuyện lén lút, vì cái tâm của họ luôn trong sáng. Tâm mà đã sáng thì ai cũng đều biết cần gì phải lén lút. Ngược lại, chỉ có tâm tà thì mới sợ bị phát giác, nên mới lén lút và không dám đi vào nhà bằng cổng chính. Xét cho cùng, chỉ có Đức Kitô mới là vị mục tử nhân lành, vì Ngài đến để dấn thân và hiến thân cho đoàn chiên. Khi nói đến hai cụm từ dấn thân và hiến thân, tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại con người mình, vì nhiều lần mình đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Một số giáo dân gần đây cũng có những phản ánh và nhận xét tích cực về con người linh mục thời nay. Một số linh mục mới được thụ phong ở Việt Nam đã có xe hơi chạy ngon lành, trong khi đó nhiều giáo dân vẫn còn chật vật kiếm sống mỗi ngày. Cha nào cũng muốn giáo xứ mình khang trang lộng lẫy, nên các ngài tích cực đi quyên góp, rồi đập cũ xây mới nhà thờ. Thực chất, chúng ta xây cất nhà thờ cho Chúa, cho giáo dân, hay cho bản thân mình. Nói về chuyện xây cất nhà thờ, một số người đùa là các cha xây thì ít, cất thì nhiều. Dĩ nhiên, xây dựng cơ sở vật chất cho việc thờ phượng, giáo dục và sinh hoạt mục vụ là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều này cần phải đi song song với việc xây dựng niềm tin và giáo dục con người. Để xây dựng và đầu tư vào con người một cách có hiệu quả, vị chủ chăn cần phải luôn trao dồi kiến thức lẫn tâm linh. Họ cần gắn bó và trung thành với giáo huấn Đức Kitô, bởi vì chỉ có Ngài mới là vị chủ chăn duy nhất. Tuy không phải là Đức Kitô,
các vị chủ trang cần phải sống và thể hiện sự hiện thân của Chúa Giê-xu giữa đàn chiên của Ngài. Bởi vì thiên chức linh mục được lãnh nhận và vai trò lãnh đạo được trao phó là để phục vụ, dẫn dắt và đồng hành, chứ không phải để chuộc lợi cá nhân hay cai trị quyền thế. Thật vậy, người linh mục đó sẽ là trộm cướp khi dùng thiên chức linh mục để chuộc lợi bản thân. Ngược lại, người đó là hiện thân của vị mục tử tốt lành khi đến để dấn thân và hiến thân, ngõ hầu chiên Ngài được sống và cảm nghiệm sự yêu thương của Ngài. Đối với giao dân, tôi thiết nghĩ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người không chỉ cầu nguyện cho các ngài mà còn giúp các ngài ngày càng trở nên vị mục tử tốt lành bằng những lời góp ý chân thành và thẳng thắn. Chúng ta cần nói thẳng, nói thật với nhau, nhưng trong tinh thần bác ái, xây dựng lẫn nhau. Khi chúng ta mong muốn có những vị chủ trang tốt lành giống Chúa, thì chúng ta cũng phải thách đố chính bản thân mình trực diện với bác ái, sự thật và sự chân thành.